Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một sản phẩm khá đặc biệt, nhiều người thích ăn luôn nha. Để mình tách bao bì này để các bạn xem. Trong đây là 18 hũ luôn, 18 hũ luôn nha. Đó là củ cải muối, rất hấp dẫn. Mình dưới đường link này mình có chia sẻ cái bên dưới clip này mình có chia sẻ cái đường link để đặt hàng. Bạn có thể đặt hàng qua đó cũng được. Hồ đóng gói khá chắc chắn mà mình sẽ tiết lộ cho các bạn xem là nó như thế nào. Bên trong của nó là củ cải tân xài, dùng để ăn hủ tiếu đó các bạn, ăn cơm cũng được, phở cũng được luôn, rất là ngon. Hủ nó khoảng 100g nha. Cái đây hẹn các bạn vui lòng liên hệ qua link bên dưới để đặt hàng. Chắc mình chỉ tách được tới đây thôi. Tách nữa chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Bây giờ mình cắt bao bì ra luôn. Các bạn thấy rõ. Một bao con gì là 18 hũ nha. 2, 4, 6, 3 lớp là 18 hũ. Đây gọi là cải tân xài ăn hủ tiếu. Cải bắp thảo á, hiệu là Tân Liên Dũng luôn. Cái hũ này ăn được 2-3 tháng luôn, mỗi một người ăn á. Là ăn cơm chúng ta lấy ra chúng ta ăn với cơm một xíu rất là ngon. Cải thảo thì nó giúp cho chúng ta, muối thì giúp cho chúng ta ăn cơm thấm hơn, ngon hơn nha, giòn hơn, cũng tốt cho sức khỏe nữa. Loại bắp ngoài ra còn có những sản phẩm giống như là cải trắng mà muối đó, cũng rất là tốt, ăn rất tốt cho sức khỏe. Nhớ các bạn đặt hàng nguyên lốc gì mình giao toàn quốc luôn, còn nếu mà đặt hàng từng hũ cũng được, đặt từ một hũ trở lên là sắp giao rồi. Dưới clip này mình có chia sẻ cái số điện thoại đặt hàng nha, là đặt hàng qua website cũng được. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.